Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 3 tên quốc tế là Yagi là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông. Bão số 3 ở cấp siêu bão cấp 16, giật trên cấp 17. Các siêu bão trước đây chủ yếu hình thành ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, sau đó đi vào Biển Đông và thường giảm cường độ, hiếm khi hình thành siêu bão ngay trên Biển Đông. Theo thống kê thì chưa có cơn bão nào đi vào Biển Đông và mạnh lên thành cấp siêu bão cấp 16. Chỉ có 2 cơn đi từ Tây Bắc Thái Bình Dương vào khu vực Biển Đông đạt cấp siêu bão nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Cụ thể, cơn bão Rai, cơn bão số 9 tháng 12 năm 2021 đạt cấp 16 trên khu vực Biển Đông hướng vào miền Trung, sau đi dòng lên tan dần trên Bắc Biển Đông và không ảnh hưởng đến nước ta. Cơn bão Sao La, cơn bão số 3, cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2023, đạt cấp 16 trên khu vực Biển Đông, đi vào Nam Trung Quốc, rồi tan dần và không ảnh hưởng đến nước ta. Trong quá khứ, có rất nhiều cơn bão mạnh hoạt động trên Biển Đông, có thể liệt kê như cơn bão Ellen, đổ bộ Trung Quốc mạnh cấp 15, cơn bão DLT năm 1985, cơn bão Betty năm 1985, cơn bão Angela năm 1995, cơn bão Megi năm 2010, cơn bão Usagi năm 2013, cơn bão Haiyan là cơn bão siêu mạnh, cường độ mạnh nhất lên tới cấp 17. Tuy nhiên, cường độ mạnh nhất ở khu vực phía đông của Philippines. Còn khi vào Biển Đông, bão Haiyan cường độ giảm còn cấp 14-15. Gần đây, vào năm 2018, cơn bão Mangkhut cấp 15 đổ bộ Trung Quốc. Như vậy, có thể thấy bão số 3 Yagi là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông. Thời gian duy trì cường độ cấp 16 hơn một ngày cũng là khá dài đối với một cơn bão trên Biển Đông. Bão số 3 gây ra gió mạnh cấp 16 và cấp 17 trên khu vực Bắc Biển Đông, cấp 13, 14, giật cấp 17 ở vịnh Bắc Bộ, cấp 11, 12, giật cấp 14 ở vùng biển giang bờ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Trưa ngày 7 tháng 9, bão Yagi đổ bộ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Phú Thọ, gây ra mưa to, gió lớn, cây ngã đổ chưa từng có. Cục Cứu nạn Cứu hộ Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng cho biết, đến 10 giờ sáng ngày 8 tháng 9, bão Yagi, bão số 3, đã làm 14 người chết, 167 người bị thương.